Hello, xin chào cả nhà. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ cập nhật chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho dòng xe Kia Sonet. Nếu trước kia để mà quý anh chị sở hữu chiếc xe này, quý anh chị sẽ bỏ ra số tiền rất là lớn luôn nha quý anh chị. Nhưng trong đợt này, bên em đang có chương trình ưu đãi đặc biệt lớn dành cho dòng xe Kia Sonet này. Thì đối với dòng xe Kia Sonet này, bên em hiện tại có 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium. Đối với phiên bản 2022 thì chương trình ưu đãi nó rất là lớn nha quý anh chị. Giá xe sơ khi trừ ưu đãi nó chỉ còn lại là 489 triệu, nó còn rẻ hơn cả Accent hay Vios luôn nha quý anh chị. Đấy, mà nhưng mà gầm cao 5 chỗ, tính năng nó đầy đủ. Đối phiên bản Luxury 2022 là 519 triệu và phiên bản Premium là 549 triệu. Còn phiên bản 2023 thì ở mỗi phiên bản nó sẽ mắc hơn khoảng 30 triệu đó. Giá trên thì em chưa báo lăn bánh nha quý anh chị, nếu mà quý anh chị lăn bánh thì mình cộng thêm thuế và phí nữa. Trong đợt này nếu quý anh chị mua xe mình sẽ được ưu đãi kép, là vừa được ưu đãi về giá, vừa được ưu đãi về thuế nữa đó. Thuế này nó giảm 50% là phí trước bạ rồi, quý anh chị bỏ ra không có bao nhiêu tiền đâu ạ. Đấy rồi, ok, thì em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe, xem chiếc xe này nó có đáng số tiền quý anh chị bỏ ra hay không. Đèn pha của xe như quý chị thấy thì đèn pha của nó là full led nha, nó có giải đèn led chạy ban ngày rất là ấn tượng. Đèn sương mù của nó cũng là đèn gương cầu và đèn halogen nhá. Con này thì di chuyển rất là ok. Cả xe thì được trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau, để giúp cho người lái mình có thể di chuyển một cách dễ dàng nhé. Còn động cơ của xe thì con này đang sử dụng động cơ là 1.5, công suất phát ra là 113 mã lực, đi đôi với số là IVT nha quý anh chị, nên khả năng sang số nó cực kỳ mượt à. Và nếu mà quý anh chị mua trả góp đối với chiếc xe này, bên em sẽ bao đạo hồ sơ và cái chi phí để sở hữu chiếc xe này rất là rẻ luôn. Em nói quý anh chị rất rẻ luôn nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý anh chị cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ cho anh chị hết mình nhé. Giá lăn bánh ở mỗi địa phương thì nó sẽ khác nhau nha quý anh chị. Ví dụ ở tỉnh thì lăn bánh nó sẽ khác và ở thành phố lăn bánh sẽ khác, vì nó phụ thuộc vô cái hộ khẩu thường trú của quý anh chị. Nếu quý anh chị muốn biết chính xác là xe con này lăn bánh ở vị trí nào á, ở hộ khẩu thường trú ở đâu á, thì quý anh chị cứ kết bạn Zalo với em sẽ gửi báo giá chi tiết cho mình để mình dễ tham khảo nhé. Con này thì đang sử dụng cho quý anh chị là mâm đúc hợp kim nhé. Đường kính mâm của nó là 16 inch. Vỏ thì đang sử dụng là vỏ Dunlop nhé. Phần trước nó đang sử dụng là hệ thống phanh đĩa và nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp cho người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp. Gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe luôn. Nó có phần mạ chrome ở phần viền chân kính rất là đẹp. Xe thì đối với phiên bản Premium này á, thì nó đang trang bị cho quý anh chị là hai màu nội thất để quý anh chị lựa chọn, là màu xám kem và cái màu thứ hai là màu đen nhé. Ghế lái của nó chỉnh điện luôn nha quý anh chị. Vô lăng thì được thiết kế theo dạng đề kết, nó có cân bằng điện tử này, đấy, giúp cho người lái ổn định khi mà mình di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra thì đối với phiên bản Luxury và phiên bản Premium á, thì nó sẽ có thêm cho quý anh chị là cái ga tự động Cruise Control. Màn hình của nó là màn hình EVN. Đối với phiên bản Premium là 10.25 inch nha. Nó sẽ có Apple CarPlay và Android Auto luôn. Đấy, màn hình này rất là mượt luôn nha. Nếu mà quý anh chị muốn sử dụng nó như là một cái màn hình Android thì mua thêm Android Box giùm em đó. Điều hòa tự động của nó thì trang bị cho quý anh chị là hệ thống điều hòa tự động nha, tự động. Và nó sẽ có khởi động start stop bằng một lần nhấn này, có sạc không dây. Và đối với chiếc xe này nó sẽ hỗ trợ cho quý anh chị là đề nổ từ xa, mình làm mát xe trước khi mình di chuyển nha. Thao tác này rất đơn giản thôi, quý anh chị chỉ cần ra nhấn nút khóa cửa hai lần và nhấn giữ nút hold cho em thì xe sẽ tự động đề nổ nhé. Đấy rồi, con này thì nó sẽ có chọn chế độ lái cho mình, nó có chế độ normal, eco và chế độ sport nữa ạ. Xe thì trang bị cho quý anh chị là gương chiếu hậu chống chói. Đối với phiên bản Premium thì nó trang bị cho quý anh chị là cửa sổ trời nhé. Đấy, ngoài cái tính năng là trang trí làm tăng thêm khoảng không gian cho xe thì cái cửa sổ trời nó như là cửa thoát hiểm nhé. Khi mà xe rơi xuống ao hồ sông suối thì mở cửa hai bên mở không nổi đâu quý anh chị, mình sẽ mở cửa sổ trời và mình sẽ thoát ra bằng cái cửa sổ trời đó nhé. Đấy, rất là tiện lợi đấy. Đèn pha của xe thì tự động bật tắt theo ánh sáng nha quý anh chị. Rồi em sẽ mở cái coi cái khoảng không gian ở hàng ghế thứ hai này nha quý anh chị. Ở hàng ghế thứ hai này á, ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn nha. Nếu mà mình đi 4 người thì mình có thể gập cái băng giữa xuống thành một cái bệ tì tay. Đấy, ở phía sau có cửa gió điều hòa, có cổng sạc nha quý anh chị thấy. Ở một số hãng xe khác thì nó không có cửa gió điều hòa phía sau đâu, ngồi rất là nóng, nhưng đối với chiếc Kia Sonet nó được trang bị sẵn cho quý anh chị. Xe này chạy rất là đầm chắc ấy. Ở phía sau thì có chỗ để túi đựng hồ sơ, đó là khoảng không gian ở hàng ghế đầu tiên nhé. Đấy, rất là thoáng luôn nha quý anh chị. Con này thì đi đô thị hay là chạy kinh doanh dịch vụ kết hợp đi với gia đình đều rất là ok luôn. Nó có 3 phiên bản quý anh chị lựa chọn, thì Deluxe, Luxury và Premium. Và con này thì nó trang bị cho quý anh chị đối với phiên bản Premium là nó 6 túi khí nha.
6 túi khí đấy. Hai màu nội thất, nếu mà quý anh chị nhà có trẻ em nhiều á thì mình nên chọn cái con màu đen, nội thất màu đen cho nó sạch sẽ. Còn nếu mà nhà mình người lớn nhiều thì mình thích sự sáng sủa trong cái xe á, cho nó sang trọng, nó sáng hơn, thì mình sẽ chọn cái màu nội thất màu kem nhé, màu xám kem đấy. Và đây là phần đuôi của chiếc xe, được thiết kế nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp mắt, với một những cái dải led nhìn rất là ấn tượng nha. Phía trên còn trang bị cho quý anh chị ba ga mui và vây cá mập rất là đẹp. Ở phía sau trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến như em nói, và còn trang bị cho quý anh chị là camera lùi giúp cho người lái lùi và đổ xe một cách là an toàn. Camera lùi này nhìn rất là nét nha, nó sẽ ôm theo góc đánh lái luôn ấy. Đi theo xe bên em sẽ hỗ trợ tặng dấu gì là phim cách nhiệt Luma của Mỹ, bảo hành đến 5 năm, và hỗ trợ tặng cho quý anh chị cái thảm chân và tấm lốp cốt chấm thấm nữa đó, quý anh chị xem tổng thể nhé. Như em nói thì đối với quý anh chị mà khi mà mua xe trong tháng này thì quý anh chị vừa được ưu đãi thuế và vừa được ưu đãi giá. Giá này là tụi em đang tính sát sàn rồi nha quý anh chị. Thì khi mà thuế trước bạ ngày 1 tháng 7 được chính thức áp dụng, chắc chắn như quý anh chị là giá xe sẽ có sự điều chỉnh nhẹ, vì mọi năm đều là như vậy hết. Bởi vì hiện tại là các đại lý đang giảm giá để mà kích cầu á. Nhưng mà khi mà đã có thuế hỗ trợ rồi thì có thể là giá xe sẽ điều chỉnh nhẹ một xíu, không tăng nhiều đâu nha quý anh chị, nên quý anh chị cứ cân đối ạ.